đi ngang qua cái khu vực mà gia đình của mình, mình thấy rằng là chị có một cái quán vừa mới đang trong quá trình setup. Quán này ở ngay chỗ cái khu dân cư mới của thị trấn Epoch, có tên là phố Nhật. Ok, mọi người đi thử một tí nha. Vừa nói chuyện với chủ quán xong thì sẽ đâu đó khoảng độ chừng nửa tháng nữa sẽ khai trương. Có rất là nhiều thứ mà mọi người thấy ở trên mạng. Hôm nay là buổi chiều, nó hơi tối một tí. Nếu mà cái này mà mình làm một cái clip này mà làm cho buổi sáng thì chắc là nó sẽ nó sẽ đẹp hơn, rồi nó đầy đủ sáng hơn. Nhưng mà đây cũng là một cái địa điểm thấy dễ thương, rất là dễ thương, làm theo cái một số cái mà thiết kế theo phong cách của Nhật. Bên này là một cái khu cánh đồng, một địa điểm cho mọi người uống cà phê tí buổi sáng, nói chuyện, rất là dễ thương, đây. Ok ha. Đây, ngoài này là cánh đồng của ngay chỗ thị trấn Epoch. Ở đây mình luôn có những cái shoot hình rất là đẹp, nỗ lực là chỉ làm cái clip này đâu đó trong 3 phút lướt nhanh qua thôi, để rồi mọi người có biết một cái địa điểm. Chỗ này thì tôi tin rằng là ban ngày cũng rất là đẹp, ban đêm ở đây thì chắc là cũng sẽ rất là lung linh ha. Ok, được lên đèn thì tốt lắm, để rồi là gì, mọi người có thể tuyệt vời, ở đây ông chủ quán ha, ông chủ quán chào đi, chào mọi người đi, ok, rất là đẹp. Ông chủ quán ổng rất là dễ thương nha các bạn, ổng vô cùng dễ thương luôn nha. Ổng đó, ôi đẹp quá, đẹp luôn nha. Đó, đẹp quá, đó, làm lại vòng nè nha. Rồi mọi người sẽ gì có cơ hội nữa rồi. Đây bây giờ mình làm lại thêm một vòng nữa nhanh hơn khi mà đèn đã được lên rồi. Công nhận là buổi tối đẹp thật đấy, rất là đẹp. 15 ngày nữa, nói như vậy có nghĩa là đâu đó khoảng trung tuần tháng 9 sẽ là khai trương. Cái này chắc là cũng gần gần đâu đó với cái dịp trung thu nha. Rồi mọi người biết giờ tới cái quay vào buổi chiều, quay lại buổi chiều. Cái này sau khi đã lên đèn tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời nha. Nhìn ở đây đó, nhìn ở đây đó, quá lung linh luôn đó. Đó, ông chủ đang đứng ở trên kìa đó. Cảm ơn ông chủ hết sức hỗ trợ, để rồi tình cờ đi ngang thôi, đi làm về đi ngang qua thấy thôi. Chính xác là ngày mấy mình khai trương ông chủ? Khoảng 20 tháng 9. Ok, hôm nay là mùng 6, như vậy là 20 tháng 9 khai trương nha. Rồi, mọi người thấy không? Bản hiệu. Ok, rồi 4 phút rưỡi rồi. Mình zoom lại một tí để rồi ông chủ, tên gì ông chủ nha? Dạ em tên Hải. Rồi zoom lại gần ông anh chủ. Rồi anh chủ chào mọi người đi ông chủ. Dạ xin chào mọi người. Hẹn đi, hẹn mọi người đi. Dạ hẹn mọi người ngày
20 tháng 9 có mặt tại quán để thưởng thức phong cách Nhật Bản tại Fumito. Xin cảm ơn. Rồi, chào ông.